kinh lễ ta ra lục độ mẫu, ngự liên hoa trang nghiêm sắc tướng nữ thân thanh tịnh, hình hài tỏa sắc xanh sáng như bắc đậu, hai một thân hóa ra chở che muôn loài. Phật hiện thân lòng từ bi mẫn, bàn trái khắp thế gian trí dụng với tâm bồ đề. Ngài hiện thân tùy theo tâm tính chúng sinh, trong sát na quán chiếu khổ đau vô thường. Bởi nghiệp duyên của mỗi sinh linh, tham sân si hơn thua ghét gánh kết thêm tội nghiệp. Mọi lời danh ham muốn oán kết huyễn hư, tham đắm trong vọng niệm lục đạo luân hồi. Ngài hiện thân chỉ ra lối thoát, vì vô minh lấp che khiến tâm u mê tháng ngày. Một lòng tin nhân quả không bỏ sót ai, biết tính không là nguồn cội diệt luân hồi. Phật tính vốn sẵn có, trong thân mỗi chúng sinh nhiếp tâm hãy mau giác ngộ. Niệm thần chú tình chuyên tinh tấn mỗi ngày, rốt ráo sinh lòng thành phát tâm tu trì. Niệm thần chú Phật mẫu ta ra, trong lửa nước khó nguy nhất tâm hướng đến nơi Ngài. Ngài độ cho thoát khỏi lầm than khổ đau, đoạn dứt hết chướng duyên hiểm nguy trong đời. Hành trì thân chú lục độ mẫu, tâm sáng suốt chi bị mở khai chiếu soi thông tuệ. Mọi sợ hãi tan hết tai ách chẳng vương, xưng tán ôm ta re tu re so ha. Thần lực khai thông nơi nhân gian, uy dũng ban pháp âm nối nhau cảm linh oai thần. Lục độ mẫu thương xót độ khắp chúng sinh, thoát ái mê hồng trần vọng niệm xoay vần. Sợ hãi tan hết tay ách chẳng vương, xưng tán ôm ta re tu re so ha. Thần lực khai thông nơi nhân gian, uy dũng ban pháp âm nối nhau cảm linh oai thần. Lục độ mẫu thương xót độ khắp chúng sinh, thoát ái mê hồng trần vọng niệm xoay vần.